Lại là tiết mục review sản phẩm. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái con quần quần cộc nhá, vô cùng là xịn sò của nhà Jumen Junex. Mình vừa nhận sản phẩm này về thì vừa mới nhận sản phẩm thôi, nhưng mà mình muốn đánh giá về cái sản phẩm này cho bạn nào mà thích. Quần này thì sử dụng cho thể thao và đánh cầu lông nhá mọi người nhá. Thì phần với con quần này thì bên shop đã bán được hơn 3.000 sản phẩm và được đánh giá là 4.8 sao ở trên TikTok shop, một sản phẩm rất là uy tín nhá. Và mình cảm thấy chất lượng của sản phẩm thì vô cùng dày, vải rất chi là dày, và vải thì có cái sự co giãn nhẹ nhá mọi người nhá. Vải có sự co giãn nhẹ nhá, mặc rất chi là thoải mái mọi người ạ. Quần mặc thì rất chi là thoải mái này, thấm hút được mồ hôi, và cái đường kim mũi chỉ may thì không có chỉ thừa, rất chi là tuyệt vời. Nói chung là chất lượng sản phẩm con này thì vô cùng là tốt. Mọi người thích sản phẩm này thì hãy kích vào góc bên trái để mua sản phẩm này nhá. Link sản phẩm mình đã để ở góc bên trái rồi, mọi người có thể tham khảo. Đó, chất liệu vải thì vô cùng là tốt, co giãn, và vải thì rất chi là chống nhăn chống xù được đấy mọi người.